Dây trái chúng ta đã làm cái tay rồi nhá. Bây giờ chúng ta giữ nguyên dây này. Và dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. À, sâu 3 hạt. Dây phải sâu 3 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Giờ dây trái chúng ta lại tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Tiếp tục dây trái tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái chúng ta lại tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta lại sâu 2 hạt các bạn nhé. Dây trái của chúng ta chéo qua. Tiếp tục dây trái chúng ta lại tiến về bên trái một hạt. Dây phải lại sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta lại tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta lại sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái chéo qua. Dây phải của chúng, dây trái của chúng ta lại tiến về bên trái một hạt. Dây phải sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Đây là chúng ta đang đi chữ thập đấy các bạn. Dây trái chúng ta lại tiến về bên trái một hạt. Dây trái tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua.
dây trái, chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây phải sâu 2 hạt. Cứ như thế cho đến hết vòng các bạn nhé. Chúng ta đang đi chữ thập mà, nên là cứ dây trái lại tiến về bên trái một hạt. Dây phải chúng ta sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Tiếp tục dây trái tiến về bên trái một hạt. Dây phải sâu 2 hạt. Làm này gần giống như làm cái con mèo Kitty đấy các bạn. Mèo Kitty mà đi chữ thập đấy. Các bạn đã đến kết vòng nhé, là chúng ta sẽ dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái 2 hạt. Tiến về bên trái 2 hạt. Dây trái. Tiến về bên trái 2 hạt. Cái hạt này nó bị đấy, 2 hạt. Và bây giờ dây phải của chúng ta sâu 1 hạt các bạn nhé. Dây phải chúng ta sâu 1 hạt, dây trái chúng ta chéo qua. Đây. Các bạn nhìn này. Tới đây, chúng ta bắt đầu này. Chúng ta sẽ đi làm. Bắt đầu chúng ta làm cái chân của chú ra. Đây. Dây trái của chúng ta tiến về bên trái một hạt. Đến đoạn này là phải tiến các bạn nhé. Đây nhé. Các bạn nhìn. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái chân của chú gà này. Cái vòng này của chúng ta sẽ dây trái tiến về bên trái một bước. Sau đó dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt đã này. Dây phải sâu 3 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua bình thường. Dây trái chúng ta chéo qua. Đây. Sau đó dây phải của chúng ta, à dây trái của chúng ta sẽ tiến về bên trái 2 hạt. Các bạn cứ tiến cho mình đã. Dây trái tiến về bên trái 2 hạt các bạn nhé. Tiến 2 hạt này luôn này. Đó. Đây các bạn nhìn. Sau đó dây phải của chúng ta. Dây phải nhá, chúng ta sẽ sâu 2 cái hạt màu. Để làm chân. Các bạn muốn làm chân màu gì thì các bạn cho màu đó. Và các bạn có màu gì thì các bạn cho. Sau đó các bạn nhìn này.
Đây là cái dây phải của mình đang ở đây đúng không? Mình sẽ sâu ngược cái dây xuống cái hạt của cái dây phải, chính của cái dây phải đấy luôn. Sâu ngược hai hạt đấy về. Các bạn nhớ sâu ngược lại nhé. Đấy. Và bây giờ chính cái dây phải của mình, mình sẽ sâu hai hạt vàng. Các bạn chỉ cần sâu hai hạt làm chân, xong các bạn sâu ngược lên để cho nó giữ thôi mà. Sau đó dây trái chéo qua này. Dây trái chéo qua. Đấy. Các bạn hình dung ra chưa? Sau đó, dây trái của chúng ta sẽ tiến về bên trái hai hạt. Hai hạt, tiến hai hạt các bạn nhé, tiến hai cái hạt này. Dây phải của chúng ta sẽ sâu hai hạt. Dây phải sâu hai hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Các bạn này, mình làm cái con này để đeo chìa khóa ấy. Thế nhưng mà nếu mà mình muốn nó căng tròn ra, nó đẹp như thế này, thì các bạn nên cho... Ôi đâu rồi? Các bạn sẽ cho cái túi bóng vào. Đây, mình đã chuẩn bị một cái túi bóng. Cái túi bóng như này. Các bạn vo vào như thế này. Sau đó các bạn nhồi vào con gà. Các bạn nhồi vào. Ôi. Cái chân. Đó, các bạn nhồi vào thì con gà nó sẽ được căng. Căng con gà nhìn nó sẽ đẹp. Đây. Giờ chúng ta lại tiếp tục thôi. Các bạn nhìn, dây trái chúng ta lại tiến về bên trái hai hạt. Tiến về bên trái hai hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu hai hạt các bạn nhé. Sâu hai hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Bây giờ dây trái chúng ta lại tiến về bên trái hai hạt. Tiến về bên trái hai hạt. Dây trái tiến hai hạt các bạn nhé.
Các bạn nhìn này, sau khi dây trái chúng ta tiến 2 hạt, dây phải của chúng ta lại tiếp tục làm cái chân của con gà. Và các bạn lấy cho mình 2 hạt màu. Sau đó, chính cái dây phải đấy, các bạn lại, cái dây phải ở đây các bạn lại luồn ngược lên trên này. Lại kéo xuống đấy, để làm chân cho chú gà. Đó. Và bây giờ, dây chính cái dây phải đấy tiếp tục chúng ta lại sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Bây giờ dây trái của chúng ta sẽ tiến 3 hạt. 3 hạt các bạn nhé. Là đoạn kết vòng đấy các bạn. Chúng ta phải tiến 3 hạt. Một. Hai. Ba. Sau đó, dây phải của chúng ta sẽ chỉ sâu 1 hạt thôi. Dây trái chéo qua. Về cơ bản chúng ta đã xong chú gà. Nhưng mà mình thì mình sẽ cái vòng cuối này này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái hạt này, chúng ta sẽ chạy cước thêm một vòng nữa để cho nó kết. Nó kết thành vòng tròn cho nó chắc chú gà các bạn nhé. Nếu mà các bạn không thích thì các bạn có thể buộc luôn. Buộc luôn là thế là thành, đã, chúng ta đã hoàn thành rồi đấy. Nhưng mà mình thì, mình hay làm thêm cái động tác là sẽ đi thêm một vòng nữa để cho nó chắc. Và nó tròn, con gà nó sẽ được đẹp hơn. Đi ngược cái dây này lại thêm một lần nữa. Nếu như không bạn nào không thích thì các bạn có thể dừng ở đây và các bạn buộc luôn nhé. Chứ không nhất thiết phải theo mình đâu, đây là mình muốn làm cho nó chắc. Khi mà cái con gà của mình nó chắc thì trông nó sẽ được đẹp. Các bạn cứ sâu theo đúng 6 cái hạt này thôi. Đấy. Được rồi các bạn ơi. Rồi mình đã sâu xong như thế này. Và mình buộc
buộc cước lại là xong các bạn nhé. Sau đó chúng ta giấu mối đi vào một hai hạt nào đó là xong. Rồi chúng ta cắt cước. Chúng ta đã hoàn thành chú gà rồi. Một chú gà xinh xắn để chúng ta làm móc khóa, móc này chìa khóa. Chúc các bạn thành công nhé. Nếu các bạn thấy video của mình thích thì các bạn hãy like cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của kênh mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.